Ví dụ hình này chúng ta sẽ vẽ là phi 50 tới R25. Phi 50 tới R25 thì thu nhỏ hình này xuống nha, nó lớn quá. À, group lại thì em dùng lệnh group á. Dùng lệnh group. Gõ chữ group vô luôn. Gõ chữ group vô luôn rồi ví dụ em chọn cái này em muốn group thì em chọn lại. Rồi enter thì nó group lại như cũ. Ha. Rất là như cũ nhưng mà cũng ít ai rút lắm, ít ai rút lắm, cứ để như vậy là được rồi. Rồi bán kính của nó tiếp tiếp là 12.5, 12.5 rồi AR là array, AR là array, array cái này rồi chọn bola tâm là đây, số lượng là 6 cái rồi những lâu trùng luôn rồi ra luôn rồi. Rồi hình kế tiếp hình chữ nhật, cái hình chữ nhật của nó là 40,40. Thì chỗ này chúng ta vẽ cái line nối đi ngang qua cho nó nè. Rồi từ đây lên. Ta móc 20 bé hơn. 20 bé hơn 45 độ. À, cái đầu tiên. Rồi vẽ cái thứ hai a móc 10 bé hơn 15 độ. Rồi nối ngược lên. Rồi và có bốn cái như vậy thì là array ký chút xíu này nè. Bola array tầm ở đây. Chọn là bốn cái thôi. Đó, rồi những close đây đó thì chúng ta có bốn cái như vậy. Rồi hình này thì chúng ta vẽ hình tròn R20 và R10, R20 R10 rồi ở đây vẽ đường tròn nhỏ hơn nhỏ xíu hơn R5. À, thì mình ở đây cái năm này nè, ở đây cái năm này nè, trước khi làm mình trim luôn cũng được, mình trim trước đi, trim trước đi, trong một ở đây cái xíu này nè, bola tâm ở đây số lượng là ba cái thôi. Rồi những close ở đây. Rồi sau đó chúng ta trim cái này sau. À, tại vì có một số máy nó đây khác. Rồi hàng xíu thầy làm xong rồi đó. Rồi bây giờ bài này tiếp bạn Phước anh Trung đợi thầy làm xong đó nha, là thầy quay lại hướng dẫn nha. Đây là 50. Đây là 50 rồi vẽ cái line nối. Rồi sau đó vẽ line là đường chéo của nó nè. Có thể là nó khác cái phiên bản nữa. Phiên bản nó khác, mỗi phiên bản nó có khác nhau nữa, setting bên trong nữa. Rồi circle tan tan tan. Tiếp xúc, tiếp xúc, tiếp xúc. Rồi sau đó tương tự như cái khác cũng vậy. Tan tan tan. Rồi sau đó copy copy một cái mình đã có rồi, copy một cái này là đặt vô giữa nữa là nó khớp luôn. Rồi, sau đó ngồi trim ra một số chỗ này mình trim cho nó đúng cái đề. Đó vậy nó ra thôi. Rồi ok làm tiếp làm cho thầy 6 bài luôn cũng được, là nói chung là được nhiều làm mấy bài này tương tự như hết. À, chỉ có cái bài cuối cùng là chưa học thôi, còn những cái bài này là chúng ta là được hết rồi ha. Rồi chúng ta làm như thầy nha, thầy lưu phim lại đã.